có bệnh nhân nam 69 tuổi, bệnh nhân bị nhập viện vì nút nghẹn tăng dần từ vùng lõng đến đặt. Bệnh nhân được nội soi thực quản thì thấy có một cái khối trồi xùi ở ngay tâm vị, được chẩn đoán là ca thực quản. Thì chúng ta xem có siêu CT xem có đúng là ca thực quản hay không và đánh giá giai đoạn nó như thế nào. Trước tiên chúng ta đi lại từ trên xuống dưới thì ta thấy đây như cái chỗ cái ngõ vào của động lực, ta thấy đây là khí quản này, có tốt phía đây ngay phía sau của khí quản là thực quản. Ta sẽ lần cái bên dưới thực quản ở đoạn này nó nhỏ bình thường, anh bé xa xa cũng được. Rồi đến cái phần thực quản ngược dưới, dưới đây đây em hội tụ lên lát này, ta thấy đây là cái động mạch chủ ngực này, một cái cấu trúc hình ống của ống tiêu hóa có hơi bên trong, mà đây là thực quản, thấy không? Thực quản ống này nhỏ bình thường, đây là thực quản nhỏ bình thường, đây. Rồi bắt đầu từ lá cắt này tôi thấy cái thực quản thằng nó bắt đầu nó dày lên, tuy nhiên nó cũng không có giãn, thằng nó cũng không có giãn, thằng nó mặc dù nó dày lên cũng không có giãn to. Đây. Rồi bắt đầu ở đây là chỗ bắt đầu qua cái vị trí tiếp nối giữa thực quản và dạ dày, và đây là cái tâm vị, thì cái thằng của thực quản nó dày lên đáng kể. Đây là chỗ này là nó tiếp nối giữa thực quản và dạ dày, chỗ này là vị trí tâm vị, ta thấy là thành cái thành thực quản và ở vị trí kết nối của dạ dày với thực quản nó dày lên, đây cái phần dạ dày ở phía dưới nơi kết nối giữa dạ dày và thực quản nó dày lên, và cái chỗ dày nó không có đều, nó cũng đang quan cũng tương đối khá. Đây dạ dày nó dày lên, thì cái chứng đoán được học này không phải là cái ca thực quản mà là một cái ung thư dạ dày ở phần cao, phần đáy vị, phần cao, phần lớn và phần nhỏ nó xâm lấn vào thực quản và nó gây ra triệu chứng giống như là ung thư thực quản. Bệnh nhân bị ung thư ở phần đáy vị hay phần cao của phần đứng, phần nhỏ, khi nó xâm lấn vào trong thực quản tâm vị thì nó cũng gây triệu chứng nút nghẹn giống như là ca thực quản. Tuy nhiên cái nguyên tắc điều trị nó sẽ có đôi chút khác. Nếu bệnh nhân bị ca thực quản thì bệnh nhân sẽ được phẫu thuật cắt thực quản. Trong khi đó nếu bệnh nhân bị ca dạ dày thì sẽ được phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày, thì có sự khác nhau đôi chút trong các điều trị. Thứ hai nữa về mặt chẩn đoán, nếu chúng ta nội soi thực quản không, chúng ta không phát hiện được, không chẩn đoán ra là cái khối u này nó ở ngay thực quản tâm vị hay nó xâm lấn từ dạ dày lên, tại vì cái trường hợp này ống soi không đưa được cái lòng thực quản, chỉ có CT mới chẩn đoán được là cái đó phân biệt được giữa cái ca thực quản tâm vị và ca dạ dày xâm lấn thực quản tâm vị. Thì trên lâm sàng ta có một số cái kinh nghiệm để chẩn đoán bệnh nhân ca thực quản tâm vị thì bệnh nhân chỉ có nút nghẹn, còn bệnh nhân ca dạ dày và xâm lấn thực quản tâm vị đôi khi bệnh nhân có biểu hiện xuống tiêu hóa, bệnh nhân này thường có biểu hiện thiếu máu rõ hơn là bệnh nhân ca thực quản đơn thuần. Cho nên nếu bệnh nhân nào thấy mà chúng ta thấy là có dấu hiệu nút nghẹn, có triệu chứng nút nghẹn, nghĩ là ca thực quản, tuy nhiên bệnh nhân có cái đi cầu phân đen hoặc là cái chỉ số lượng máu bệnh nhân nhập thấp, chứng tỏ có sự thiếu máu, thì phải cho nó phân biệt với một cái ca dạ dày nó xâm lấn lên thực quản tâm vị. Và tắt luôn.